Và kính thưa quý vị, lễ khai mạc liên hoan Lắc Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023 sẽ được chính thức bắt đầu. We'll be right back.
một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục thắp trống khai hội và năm sư tử hội miền Đất Võ đã cùng mở đầu chương trình nghệ thuật ngày hôm nay. Xin được đồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các trưởng đoàn, huấn luyện viên và động viên các đoàn, đội, câu lạc bộ Lân Sư Rồng các tỉnh thành phố cả nước đã cùng đến Quy Nhơn và có mặt tại Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ hai năm 2023. Xin được cảm ơn tiết mục và thập trống khai hội và năm sư tử hội miền Đất Võ do Tổng hội Lân Sư Rồng thành phố Quy Nhơn trình diễn đã cùng mang đến một không khí mở đầu đáo nhiệt, đặc sắc và đầy hứng khởi, hứa hẹn những đêm thi diễn hấp dẫn, công phu và một mùa liên hoan thành công rực rỡ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả, mỗi lần không chỉ là một môn nghệ thuật võ thuật mà còn đem đến điềm lành, may mắn, bình an cho mọi người. Tiếp nối cho sự thành công của Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ nhất năm 2022. Năm nay, nhân dân và du khách đến với thành phố Quy Nhơn tiếp tục được chiêm ngưỡng những phần trình diễn đầy mãn nhãn, chất lượng và công phu đến từ các đoàn, đội, câu lạc bộ Lân Sư Rồng các tỉnh thành trong Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ hai năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Bình Định, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định, Tổng hội Lân Sư Rồng Quy Nhơn tổ chức. Liên hoan là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025, kết hợp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố, trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn đối với du khách trong và ngoài nước. Thông qua liên hoan cũng sẽ góp phần phát huy vị thế, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng và để kích cầu du lịch, phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của dân tộc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa thể thao của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương và góp phần phát triển du lịch Quy Nhơn Bình Định, quảng bá, giới thiệu nghệ thuật Lân Sư Rồng, tăng cường công tác tổ chức sự kiện, tạo điểm nhấn phát triển du lịch thành phố năm 2023. Tham dự Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ hai năm 2023 sẽ được trân trọng chào đón và kính giới thiệu quý vị đại biểu khách quý và vị đại biểu cấp tỉnh sẽ được trân trọng kính giới thiệu. Đồng chí Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Bình Định. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lục Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lý Anh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào tỉnh đoàn Bình Định. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định. Và cũng xin được trân trọng kính giới thiệu đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Bình Định, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định, Tổng hội Lân Sư Rồng Quy Nhơn. Về phía đại biểu thành phố Quy Nhơn, xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Công Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phương Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cùng các đồng chí trong ban tổ chức liên hoan. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn. Xin được trân trọng kính giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, mặt trận và các hội đoàn thể thành phố. Xin được trân trọng kính giới thiệu các đồng chí đại biểu Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường xã thuộc thành phố. Về phía ban trọng tài liên hoan, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban trọng tài cùng các thành viên ban trọng tài điều hành thi đấu. Và các đoàn Lân Sư Rồng tham dự liên hoan, xin được trân trọng giới thiệu các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, các đoàn, đội, câu lạc bộ Lân Sư Rồng các tỉnh thành phố đến từ An Giang, xin được giới thiệu đoàn Miếu 73 và đoàn Long Giang. Đến từ Bình Dương xin được giới thiệu đoàn Quang Nghệ và đoàn Phước Anh Đường. Đến từ Đà Nẵng các đoàn Tứ Cầu, Bạch Hổ, Tuấn Nghĩa, Triệu Đà.
đến từ Gia Lai xin được giới thiệu đoàn Hoàng Thiện và Ngọc Phúc. Đến từ Huế xin được giới thiệu đoàn Nam Vương. Đến từ Cộng Tâm xin được giới thiệu đoàn Sáu Lưới và Hoàng Thiện. Đến từ tỉnh Khánh Hòa xin được giới thiệu đoàn Nam Sơn và Thiên An. Đến từ Lâm Đồng xin được giới thiệu đoàn Hoàng Sơn. Đến từ Phạm Thiết xin được giới thiệu đoàn Nam Hòa và đoàn Công Nghĩa. Đến từ Quảng Nam xin được giới thiệu đoàn Dinh Trấn Bỏ. Đến từ Quảng Ngãi xin giới thiệu đoàn Hồng Nghệ. Đến từ Tiền Giang xin được giới thiệu đoàn Thanh An. Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh xin được giới thiệu đoàn Long Nhi và đoàn Vương Thế Đường. Đến từ Bình Định xin được giới thiệu các đoàn Thiên Vương, Long Vân, Kỳ Hoàng, Minh Phước, Ngọc Long, Minh Minh và Hóa Đường An Thái. Đại diện các đơn vị tài trợ đồng hành xin được trân trọng giới thiệu nhà tài trợ Kim Cương, Công ty Cổ phần Nhân Tân Holding. Nhà tài trợ bạn xin được trân trọng giới thiệu Công ty Du lịch Hoàng Đạt, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn thiết kế dịch vụ Sao Vàng. Nhà tài trợ đồng xin được trân trọng giới thiệu Long Hill Bicep Resort and Spa, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng An Viên, An Lộc Phát. Các đơn vị đồng tài trợ xin được trân trọng giới thiệu nhà hàng Cơm Màu, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Như Ý, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tường, Khách sạn Hoàng Yến, Công ty Đức Nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Wow Agency, đơn vị Thanh Liêm đặc sản Bình Định, Khách sạn An Gia, Công ty AIG Communication và City Tour. Đơn vị tài trợ phong trào xin được giới thiệu Khách sạn Hải Âu, Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và sự kiện Tân Thế Giới, Khách sạn Florida Quy Nhơn. Và xin được trân trọng giới thiệu phóng viên các cơ quan thông tin tuyên truyền của Trung ương, tỉnh, thành phố đã đến dự và đưa tin cho liên hoan. Một lần nữa xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các đơn vị đồng hành, các đoàn đội, câu lạc bộ Lân Sư Rồng cùng toàn thể nhân dân và du khách đã có mặt tại Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023 ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin được thông qua nội dung chương trình lễ khai mạc. 1. Ổn định tổ chức biểu diễn chào mừng. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Thông qua quyết định thành lập ban tổ chức. 4. Phát biểu khai mạc liên hoan. 5. Tuyên thệ của đại diện câu lạc bộ tham gia. 6. Tuyên thệ của đại diện ban trọng tài. 7. Tặng hoa cho các đơn vị đồng hành tài trợ. 8. Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan. 9. Kết thúc chương trình khai mạc và sau lễ khai mạc là thi đấu nội dung đề biểu. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin được thông qua quyết định số 5456 QĐ UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 thành lập ban tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023 gồm các ông bà có tên sau: 1. Trưởng ban ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. 2. Phó trưởng ban ông Phan Tuấn Hoàng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Phó trưởng ban thường trực. Mời ông Nguyễn Lương Hải, Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn, Phó trưởng ban. 3. Các ủy viên: ông Trần Quốc Bảo, Phó trưởng công an thành phố; ông Mai Đào Nguyên Kha, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố; ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố; ông Trương Thanh Nhà, Phó chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Hồ Minh Đức, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố; ông Mai Ngọc Tình, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố; ông Nguyễn Như Trung, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố; ông Võ Văn Trung, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; bà Đinh Thị Hồng Điều, Phó giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó đội trưởng Đội trật tự đô thị thành phố; bà Trần Thị Kim Anh, chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin thành phố; ông Lê Xuân Thuật, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố. Mời các ông bà sau đây tham gia ủy viên ban tổ chức. Ông Lục Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định; bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Tuấn, Ủy viên Hội Lân Sư Rồng Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng hội Lân Sư Rồng thành phố Quy Nhơn. Điều 2, ban tổ chức có trách nhiệm
nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai kế hoạch số 98 ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023. Ban tổ chức ban hành điều lệ, thành lập ban trọng tài, tổ thư ký giúp việc ban trọng tài liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức liên hoan đạt kết quả. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Quy Nhơn là cơ quan thường trực của ban tổ chức liên hoan. Nhiệm vụ của các thành viên ban tổ chức do trưởng ban tổ chức phân công. Trưởng ban, phó trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị của mình ban hành các văn bản tổ chức liên hoan theo nhiệm vụ được giao. Các thành viên ban tổ chức được bồi dưỡng chế độ kinh phí trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Trưởng Công an thành phố, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ngô Hoàng Nam đã ký. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Phương Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức liên hoan lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Bình Định, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí ban trọng tài, các vận động viên, toàn thể người dân, du khách tham dự liên hoan hôm nay. Thực hiện cái quyết định số 3806 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020-2025. Chương trình hành động số 10 ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Thành ủy Quy Nhơn về phát triển kinh tế biển, trọng tâm là đẩy mạnh dịch vụ du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025. Hôm nay, thành phố Quy Nhơn chủ trì phối hợp với các sở văn hóa và thể thao, sở du lịch Bình Định, Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Định, Tổng hội Lân Sư Rồng Quy Nhơn tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023. Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện phát triển du lịch Quy Nhơn Bình Định. Liên hoan lần này được tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023. Và cũng nhằm phát huy vị thế, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng và phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời của Quy Nhơn, Bình Định, kích cầu du lịch, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến thú vị, thu hút du khách trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể người dân và du khách. Tiếp nối thành công của liên hoan lần thứ nhất năm 2022, liên hoan lần này tiếp tục được tổ chức theo thể thức thi đấu và lượt thi đấu quốc tế. Ban tổ chức đã nỗ lực trong cung cấp trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế phục vụ thi đấu, cố gắng đảm bảo công tác tổ chức chuyên nghiệp nhất và đã có 30 đoàn Lân Sư Rồng danh tiếng đến từ 14 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên và miền Nam tham gia với hai bộ môn thi đấu là Mai Hoa Thung và Địa Biểu. Trong các đoàn tham gia liên hoan lần này, có nhiều đoàn đã đạt thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế, chứng minh cho uy tín, chất lượng của liên hoan tại thành phố Quy Nhơn Bình Định. Để liên hoan được tổ chức công bằng, minh bạch trong thi đấu, trong chấm điểm và đánh giá kết quả, ban tổ chức đã mời ban trọng tài thuộc Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Hồ Chí Minh điều hành giải. Đây là ban trọng tài có nhiều trọng tài đạt chuẩn quốc gia, quốc tế và có nhiều kinh nghiệm điều hành các giải cuộc thi Lân Sư Rồng trong nước. Sau lễ khai mạc hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu những cái môn theo trong chương trình của liên hoan.
tôi đề nghị các trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác và đúng luật. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Ban tổ chức liên hoan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức và điều hành thi đấu đúng lịch trình, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn để liên hoan thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng tốt về một Quy Nhơn, Bình Định an toàn, thân thiện, mến khách đối với các đoàn phải tham gia liên hoan và du khách. Tôi tin tưởng rằng liên hoan lần này sẽ là ngày hội của đoàn kết và tăng cường giao lưu, rèn luyện sức khỏe, ý chí quyết tâm trên tinh thần thượng võ. Thông qua việc tổ chức liên hoan sẽ tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, thi đấu cọ sát và nâng cao thành tích giữa các đoàn Lân Sư Rồng, góp phần phát triển phong trào, văn hóa, thể thao và phát triển du lịch địa phương. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể ban trọng tài, các đoàn Lân Sư Rồng tham gia giải và nhân dân, du khách mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc ban trọng tài và các vận động viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đấu và đạt kết quả cao nhất. Chúc liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp. Được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Phương Nam, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức liên hoan. Tiếp theo là phần tuyên thệ của đại diện vận động viên và trọng tài tham dự liên hoan. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vận động viên Phan Ngọc Hiếu, đại diện vận động viên lên tuyên thệ. Thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban trọng tài cùng các đoàn vận động viên về tham dự liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ lần thứ 2 Bình Định năm 2023. Tôi, Phan Ngọc Hiếu, được thay mặt cho toàn thể vận động viên về dự liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 2 năm 2023. Xin hứa một, chấp hành nghiêm túc các quy định về điều lệ của ban tổ chức. 2. Chấp hành theo sự điều hành của ban trọng tài trong giải đấu. 3. Thi đấu trung thực, hết mình với tinh thần thể thao và đoàn kết. Xin hứa. Xin chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức cùng các đoàn vận động viên thật nhiều sức khỏe, chúc giải thành công và tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn vận động viên Phan Ngọc Hiếu. Tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trường An, đại diện ban trọng tài lên tuyên thệ. Nguyễn Trường An, đại diện ban trọng tài Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Hồ Chí Minh về điều hành liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn lần 2 tuyên thệ. Điều hành liên hoan theo tinh thần khách quan, trung thực, đúng với điều lệ mà ban tổ chức ban hành. Hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần thành công chung của giải. Xin hứa. Và thưa quý vị, tiếp theo đã cùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đồng hành tài trợ liên hoan Lân Sư Rồng. Xin được gọi trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp sẽ cùng tiến lên xô bậc sân khấu để cùng hoàn nhận những bó hoa và giấy chứng nhận thay cho lời cảm ơn sâu sắc của ban tổ chức. Ngay sau đây xin được gọi trân trọng kính mời đại diện của nhà tài trợ Kim Cương, công ty cổ phần Nhân Tân Holding, đại diện nhà tài trợ Bạc, công ty du lịch Hoàng Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn thiết kế dịch vụ Sao Vàng. Đại diện nhà tài trợ đồng xin được gọi mời đại diện của Long Hill Bãi Xếp Resort Spa, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát.
đại diện đoàn Quang Nghề và đoàn Phước Anh Đường, đại diện đoàn Tứ Câu, Bạch Hổ, Tuấn Nghĩa, Triệu Đà, đại diện đoàn Hoàng Thiện và Ngọc Phúc, đại diện đoàn Nam Vương, đại diện đoàn Xóm Lưới và đại diện đoàn Hoàng Thiện, đại diện đoàn Nam Sơn và Thiên An. Một lần nữa xin được mời đại diện của các đoàn đội câu lạc bộ Lân Sư Rồng sẽ cùng nhanh chóng tiến vào khu vực sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ cùng hòa tiến về sân khấu để cùng trao cờ lưu niệm cho đại diện của các câu lạc bộ, các đoàn Lân Sư Rồng. Cho các câu lạc bộ, các đoàn Lân Sư Rồng từ các tỉnh thành trên cả nước đã cùng về tham dự liên hoan. Và xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Xin được mời quý vị sẽ cùng quay trở về vị trí để cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện của các đoàn Lân Sư Rồng có tên sau. Tiếp theo chương trình xin được mời ban trọng tài liên hoan sẽ cùng tiến về sân khấu để cùng nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời ban trọng tài của liên hoan. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lục Văn Dũng, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định và đồng chí Phan Tuấn Hoàng, thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức liên hoan sẽ cùng bàn tiến vào sân khấu trong cờ lưu niệm cho đại diện của ban trọng tài. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chúc các đoàn đội câu lạc bộ Lân Sư Rồng và ban trọng tài tham dự liên hoan lần này có những phần thi diễn thể hiện đúng tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và đoàn kết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn.
Và kính thưa quý vị, với phần trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự và ban trọng tài liên hoan đã hoàn thành nội dung khai mạc. Sau đây là phần thi diễn nội dung đội bóng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách. Xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tài trợ, đồng hành cùng với liên hoan để tạo nên một liên hoan đầy thành công. Xin được kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc liên hoan diễn ra thành công, tốt đẹp. Ngay sau đây xin được trân trọng